Kính thưa quý vị, Tổng công ty bán lẻ Walmart thay đổi chiến lược mướn nhiều công nhân làm việc tạm thời. Công ty bán lẻ Walmart thông báo sẽ mướn nhiều nhân công làm việc tại các khu thương mại, nhưng chỉ làm việc tạm thời và không có khuynh hướng chuyển các công nhân này làm việc toàn thời gian và chính thức. Thông tấn xã Reuters đã làm một cuộc phỏng vấn tại 52 cửa hàng Walmart tại 52 tiểu bang. Kết quả với hơn 50% cửa hàng bán lẻ Walmart chỉ mở những công việc tạm thời dành cho cả hai toàn thời gian full time hoặc bán thời gian part time. Theo dữ kiện đưa ra từ công ty bán lẻ Walmart, tổng số nhân viên mướn tạm chỉ trên dưới 10% nhưng đã gia tăng lên đến 12% vào thời điểm hiện tại. Trong chiến lược thay đổi giảm dần những công nhân chính thức và thay thế những công nhân tạm thời nhằm mang lại lợi nhuận cho công ty và giảm thiểu các chi phí bảo hiểm sức khỏe. Với đạo luật bảo hiểm sức khỏe mới từ Tổng thống Obama, mọi công nhân cho dù làm việc tạm thời cũng có điều kiện để mua bảo hiểm cá nhân. Mọi biến chuyển và thay đổi các chiến thuật kinh tế trong vấn đề mướn công nhân thường xuyên xảy ra tại các công ty bán lẻ tại Hoa Kỳ. Và Walmart thay đổi chiến lược gia tăng thành phần công nhân tạm thời và sau một năm làm việc bán thời gian có thể hưởng quy chế bảo hiểm với giá rẻ từ chương trình Obamacare.